xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bắc Cứng. Trời ơi, hôm nay cái nước tẩy trang Be Facy về nó có hai phiên bản luôn nha mọi người. Một cái phiên bản là nước tẩy trang than tri hợp tính, còn một cái nước tẩy trang là nó sẽ thiên về những cái lớp makeup gọi là lâu trôi nha mọi người. Đây mọi người thấy nước tẩy trang Be Facy vừa nay là cái phiên bản này là hoàn toàn mới, nó sẽ có hai tầng nước nè. Nó sẽ có một tầng dưỡng và một tầng nước tẩy trang ở phía dưới nha mọi người. Mọi người cái sản phẩm này thì lần đầu tiên em cũng sở hữu và cầm trên tay để mà giới thiệu cho tất cả các chị yêu. Bởi vì khi mà hàng về thì em sẽ luôn luôn là người sẽ giới thiệu cho mọi người để mọi người cập nhật về hàng hóa bên em nó dễ hơn nha. Cái đây là dòng sản phẩm nước tẩy trang Be Facy được xuất xứ từ Tây Ban Nha và cái dung tích của nó là 500ml nha mọi người. Cái dòng sản phẩm này được làm theo công thức gọi là Micella, được xem là một cái bản double của mẫu tẩy trang là Bioderma. Và dòng sản phẩm này thu hút tất cả, dạng như nó sẽ làm sạch đi những cái lớp bụi bẩn cũng như là những cái mảnh vỡ makeup cũng như là những cái bụi bám trên da mà nó khó gọi là khó lấy ra khỏi cái da mặt mình ấy, kiểu như nó bám sâu bám chặt vào da. Thì dòng sản phẩm này thì rất là tuyệt vời nha mọi người. Cái dòng sản phẩm của hãng Be Facy thì tất cả các loại nước tẩy trang dù có cũ hay mới đều sẽ không có mùi nha mọi người. Không có mùi nè, không gây khô da. Và dòng sản phẩm này mình thích và xài rất là dễ chịu luôn. Cái dòng sản phẩm nước tẩy trang Be Facy này á là một cái phiên bản hoàn toàn mới và sẽ giúp cho những chị em nào mà hay makeup ấy, kiểu như phụ nữ mình hay đi mua những cái đồ makeup mà em ơi cái son môi đó nó có lâu trôi hay không, hoặc là mascara nó có lâu trôi hay không, có bị lem hay không, hoặc là kẻ mắt nước có bị lem không đó, mọi người thường hỏi câu đó đúng không? Bởi vì vậy nó sẽ ra đời một cái dòng sản phẩm nước tẩy trang mà sẽ loại bỏ đi những cái lớp makeup hoặc là những cái lớp trang điểm mà khó trôi nhất để cho tất cả các chị em làm sạch da một cách hiệu quả nhất nha. Với một cái mức giá bình dân và một chai bự chà bá lửa như thế này thì mọi người rất là tiết kiệm trong chi phí làm đẹp, cũng như là cái em này á, là em chấm là 7 trên 10 nha mọi người. Em này là cũng khá là tuyệt vời luôn á. Những ai mà hay trang điểm á, thì đây là một dòng sản phẩm gọi là lấy đi những bụi bẩn làm sạch, cũng như là nó sẽ giúp cho lỗ chân lông se khít, căng bóng da, cũng như là nó sẽ cân bằng độ ẩm một cách tuyệt vời trên da của mình. Kìm dầu cũng khá là tuyệt vời luôn nha mọi người. Dòng sản phẩm này với những cái công nghệ của nó rất là tiên tiến, giúp làm sạch sâu lỗ chân lông và những cái lớp là micella với những cái hạt tinh dầu của nó cực kỳ nhỏ và giúp thúc đẩy cái lớp tẩy trang và không gây bết dính sau khi sử dụng. Một điều đặc biệt nữa khi mà em nói tới đó là nước tẩy trang mà không gây là gọi là bết dính trên da nha mọi người. Em rất là kỵ luôn, bởi vì khi mà mình vừa mới tẩy trang xong ấy, mình rờ vào giống như là cái da của mình nó đang dính dầu ấy, mình rất là khó chịu. Còn riêng về dòng sản phẩm này, nó ráo da và cảm giác da của mình nó không bị căng da. Nếu xảy ra những cái tình trạng là căng da hoặc là nhớt trên da rất là khó chịu thiệt sự luôn á. Chính bản thân em là người đã trải nghiệm rất là nhiều dòng sản phẩm nước tẩy trang. Nhưng mà nói về cái nước tẩy trang Be Facy này thì em cũng nên khuyến khích mọi người mua, bởi vì cái giá thành của nó rất là tốt và công dụng của nó cũng rất là tuyệt vời, cũng như là nó phù hợp với túi tiền của mọi người, cũng như là nó sẽ phù hợp những cái làn da, mọi làn da luôn nha mọi người. Tại vì nó có 3 phiên bản thì nó sẽ phù hợp với những cái làn da nào mấy chị cần điều trị về da cũng như là cần dưỡng về da của mình đó. Thì chị nào mà muốn mua dòng sản phẩm nước tẩy trang Be Facy thì có thể là liên hệ ngay cho công ty bên em để được đặt hàng, để được mua những dòng sản phẩm chính hãng, bởi vì hàng giả hàng nhái rất là nhiều. Mọi người biết là mình bỏ ra một số tiền, bỏ ra một công sức mà để làm đẹp da mà tự nhiên mà đem lại một kết quả mà không như ý muốn của mình cảm thấy là rất là buồn, đúng không mọi người? Đó, em cũng vậy. Nên mọi người nên lựa chọn những dòng sản phẩm có những cái chỗ bán uy tín cũng như là những dòng sản phẩm chất lượng để đảm bảo về sức khỏe, đảm bảo về sắc đẹp cũng như là sẽ giúp cho chúng ta có một tinh thần thoải mái hơn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chúc tất cả các chị yêu luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công. Và hãy nhớ alo cho em qua số điện thoại là 077 33 392 79. Bye bye.